Vâng, xin kính chào toàn thể những vị khách quý ạ. Và rất vui khi được quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Bin, đến từ sàn ô tô Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, và những ngày cuối năm rất là bận rộn và nhộn nhịp, cũng như cái thời tiết rất là lạnh của Hà Nội, thì anh chị hãy sắm cho mình một chiếc xe để sử dụng đi lại, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như người thân. Ngày hôm nay thì em xin phép được lên sóng cập nhật báo giá những chiếc xe hiện tại đang còn bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Và cũng không còn nhiều đâu ạ, xe nhà em bán cũng rất nhanh, về cái là khách đến và xem và lái thử rồi mua luôn ạ. Nên là nếu mà anh chị có nhu cầu chiếc xe nào thì hãy nhanh chân đến với cửa hàng em, chọn cho mình một chiếc xe. Tất cả xe bên em bán ra sẽ có cam kết bằng văn bản là xe không bị đâm đụng, ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản. Và tất cả đều thể hiện trên văn bản rõ ràng, có bảo hành sau bán, hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe, những chiếc xe siêu lướt bên em. Và đầu tiên thì em giới thiệu đến quý anh chị một cái mẫu xe, đó chính là chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu. Chiếc xe này thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi ạ. Nhưng mà nếu mà anh chị có nhu cầu một chiếc xe như này, vừa rồi thì bên em bán đâu đó khoảng gần chục chiếc Santa Fe. Nếu anh chị có nhu cầu một chiếc Santa Fe máy dầu hay máy xăng, form mới hay form cũ thì có thể liên hệ với em. Em sẽ tìm xe cho mọi người nhé. Em giới thiệu qua chiếc này là bản máy dầu đặc biệt 2019 và em đã bán với giá là 1.050.000 rồi ạ. Còn bên cạnh đây thì em có một cái mẫu xe siêu siêu lướt đang nằm tại sàn ô tô Mỹ Đình. Đó chính là chiếc Honda CR-V phiên bản L Sensing Việt Nam, sản xuất năm 2020, bản cao cấp nhất, lăn bánh đúng 1.700 km, siêu lướt luôn ạ. Chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới đang nằm tại hãng, nó chỉ khác là nó nằm tại sàn ô tô Mỹ Đình thôi ạ. Màu trắng, nội thất đen và chiếc xe này mang biển số thành phố, em đã rút hồ sơ rồi, chỉ việc bấm lại biển Hà Nội thôi, không mất 20 triệu tiền biển. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1.030.000.000 ạ. Sẽ tiết kiệm rất nhiều so với mua mới đấy ạ. Hiện tại chiếc xe này tại hãng đang có giá là 1.138.000.000, chưa lăn bánh nhé quý vị. Lăn bánh kể cả là xe lắp ráp Việt Nam được hỗ trợ 50% thuế thì đâu đó lăn bánh vào khoảng tầm gần 1.2 tỷ. Thì đến với em anh chị vẫn tiết kiệm được rất là nhiều, phải khoảng tầm 150 triệu đấy ạ. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ nữa, cũng rất là hot và cũng rất là lướt mà bên em đang có. Chiếc Mazda CX-8 sản xuất năm 2020 và đây là phiên bản 2.5 Premium một cầu, bản cao cấp nhất, màu đỏ pha lê, nội thất màu nâu, ghế da Napa, biển số thành phố và lăn bánh đúng 10.000 km thôi ạ. Rất là mới, sơn zin gần như là cả xe luôn ạ. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1.060.000.000. Tiếp theo thì hiện tại bên em mới về được hai cái mẫu xe sedan của Đức, một hai chiếc xe cũng rất là hot và mới. Chiếc mắt mọi người đang là chiếc BMW 520i, sản xuất năm 2018, máy mới 1.6 turbo, màu trắng, nội thất kem và xe lăn bánh đúng 1.6 km thôi, rất là mới. Chiếc xe này của em thì sơn zin 100% luôn. Và mẫu xe BMW này bên em đang bán với giá là 1.790.000.000 ạ. Màu trắng rất là đẹp luôn. Series 5 của BMW đi thì cực kỳ sướng, trang bị rất nhiều option như là phanh khoảng cách trước sau, cửa hít, đá cốp, cốp điện, đầy đủ, đèn full LED nhé mọi người nhé, đèn full LED. Vâng. Những mẫu sedan hạng D cực kỳ lướt lát và rất là mới đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Chiếc xe tiếp theo, phân khúc sedan hạng D, chiếc Toyota Camry 2.5Q, sản xuất năm 2021, siêu lướt 5.000 km, mang biển số thành phố, màu trắng, nội thất đen. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1.250.000.000 ạ. Một chiếc xe rất là mới. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe của 2021 nữa, một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng C, chiếc Kia Cerato, sản xuất năm 2021, phiên bản 1.6 Luxury, màu trắng, nội thất đen, biển số tỉnh và em đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 620.000.000 ạ. Tiếp theo, một mẫu sedan đến từ Đức nữa. Hai chiếc xe mà em đang có, chiếc thứ hai đây ạ. Mercedes 200 sản xuất năm 2020, siêu lướt hơn 1.000.000 km. Màu xanh Kawasaki, nội thất kem rất là đẹp, biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì cực kỳ là mới. Đây là phiên bản Exclusive. Được trang bị rất nhiều option như là loa Boommaster, cốp điện, rồi lưới tản nhiệt rất là đẹp này. Nó chính là cái phiên bản C250 Exclusive tiền nhiệm trước đó đấy ạ.
Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 550 triệu đồng, Mercedes C200 Exclusive 2020. Và bên cạnh đây thì em có một cái mẫu sedan hạng B, một chiếc xe cũng rất là mới, Honda City Top sản xuất năm 2019, màu đỏ mận, nội thất màu đen. Chiếc xe mang biển số thành phố và lăn bánh đúng 2 vạn km, rất là mới. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 520 triệu đồng ạ. Phía trong đây thì cũng còn vài mẫu xe nữa. Một chiếc xe hatchback trong phân khúc C với tầm giá trên 400 triệu đồng một chút. Đó chính là chiếc Toyota Yaris 1.3 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan sản xuất năm 2014, phiên bản G, bản cao cấp. Và có ngoại thất màu xám lông chuột, nội thất là ghế nỉ nguyên bản màu đen. Chiếc xe lăn bánh đúng 7 vạn km, một chủ mua mới từ đầu. Tất cả bề mặt sơn cũng như là ngoại thất, nội thất, chiếc xe này còn rất là chất và cứng. Những chiếc xe đời khá sâu như này thì bên em phải chọn những chiếc xe cực kỳ chất và mới. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng ạ. Tiếp theo, bên cạnh đây thì có cái mẫu xe hatchback tiếp của phân khúc C, một chiếc xe Mazda 3 facelift 2018, màu xanh 42M, màu xanh tím, nội thất đen. Chiếc xe này thì lăn bánh đúng 4 vạn rưỡi km, một chủ từ đầu, biển số thành phố, và em đang chào bán chiếc này với giá là 585 triệu đồng. Đây là mẫu xe Toyota Cross thì đã ra biển Hà Nội rồi, và khách đang, một lát nữa thì em sẽ bàn giao xe cho khách chiếc Toyota Cross V 1.8 V 2020 này, màu đen rất là đẹp. Hôm trước thì em có một chiếc Toyota Cross V 2020 màu trắng, vừa mới về đến sàn thì rửa nước lã xong thì khách đã chuyển khoản đặt cọc ngay, và em đã giao xe lên Thái Nguyên cho khách rồi. Chiếc xe tiếp theo, một mẫu Mazda 3 hatchback độ rất nhiều đồ chơi, màu cũng rất là đẹp. Chủ xe đã độ một cái màu xanh húc rất là đẹp này, nắp capo độ này, rồi trên xe có bô thể thao, rất nhiều đồ chơi. Mazda 3 hatchback 2015, chiếc xe này lăn bánh được hơn 4 vạn km, và chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 470 triệu. Đó. Chiếc CX5 này thì em đã bán rồi. Chiếc Fortuner này em cũng đã bán rồi. Đó. Những chiếc xe nhà em bán rất là nhanh, gần như là có những thông tin đăng lên Facebook hay Zalo cái là khách hàng đã chuyển cọc giữ xe, và chỉ việc kiểm tra xe xong là chờ xe ra đến sàn, kiểm tra xe xong là phun tiền lấy xe về thôi. Hiện tại thì em đang có hai mẫu CX8 cùng một phiên bản, cùng năm sản xuất, màu đỏ và màu trắng. Và chiếc này là chiếc màu trắng của em vừa mới cập bến xong. Mazda CX8 2.5 Premium sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất màu nâu. Chiếc xe này mang biển tỉnh và lăn bánh được 1 vạn 1 km, rất là mới. Chiếc xe này em cũng đang chào bán với giá là trên 1 tỷ đồng, 1 tỷ 060 triệu đồng ạ. Còn chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng này thì em cũng đã bán rồi. Đây là phiên bản cao cấp 2019 máy xăng, em đã bán với giá là 1 tỷ 030 triệu đồng rồi. Quý anh chị mà có nhu cầu những chiếc Santa Fe hay là những chiếc Sorento, máy dầu, máy xăng thì có thể liên hệ với em để em có thể tìm xe cho mọi người. Vừa rồi thì cũng dưới đây em còn một mẫu xe nữa. Một chiếc VinFast Lux A 2.0 Turbo màu đen. Một chiếc xe của thương hiệu Việt của nhà VinFast, Lux A 2.0 Turbo Premium sản xuất năm 2020 và siêu lướt 8.500 km. Chiếc xe này thì mang biển số tỉnh và em đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này em đang chào bán với giá là 905 triệu đồng nhé quý anh chị nhé. 905 triệu đồng. Vâng, những chiếc xe phía kia là em đã nhận cọc của khách hàng rồi và chờ ngày đẹp để lấy xe thôi. Vừa rồi là toàn bộ những chiếc xe hiện tại đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Hiện tại trên đường về thì em có thêm một số sản phẩm như là Peugeot 5008 chạy 5.000 km. Sản xuất năm 2021 màu trắng, và Ford Everest 2020 màu đen biển Hà Nội cũng chỉ chạy có rất là ít. Toyota Yaris bản G 2015 màu trắng. Đó.
Đó là những chiếc xe hiện tại sắp về sàn ô tô Mỹ Đình. Ở clip sau thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị. Vâng, những ngày cuối năm này Hà Nội cũng hay là tình hình dịch ở trên cả nước cũng đang rất là căng thẳng. Nếu quý anh chị mà có thể sắm cho mình được một chiếc xế yêu để đi lại cho nó đảm bảo an toàn cho gia đình thì hãy đến với sàn ô tô Mỹ Đình gặp em Nam Bin nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.